Xin chào bạn, bên mình á thì đã làm quay clip rất là nhiều mẫu bàn phím không dây hoặc là có dây chuột không dây hoặc là chuột có dây của Mophie rồi. Nhưng mà đây mới chính là mẫu bàn phím cơ cao cấp nhất của Mophie luôn nè. Đây, cái hộp của nó nè, trông rất là xịn sò và khá là nặng. Đây, cái hộp bên ngoài thì được điểm nhấn rất là nhiều màu sắc. Thì nó sẽ có tên mã là LUSC, thì mình cũng không biết đọc chính xác nó là cái gì. Đây, mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Đây, cái hộp màu đỏ luôn nè. Ôi, đẹp chưa? Đó. Đây, mình quay ngược lại nhé. Đây, cái tên mã của nó đây, LUSC. Sản phẩm của chúng ta. Một hộp ra thôi. Đó. Rất là đẹp. Và cái hộp tặng kèm. Thì bên trong thì mình nghĩ chắc cũng chỉ là cái dây cáp sạc quá. Đây, mình sẽ mở ra. Đây là một con dây cáp sạc Type-C. Type-C luôn nha, chứ không phải là micro USB đâu. Và nếu mà các bạn không biết là nhìn thấy qua clip không, đó, được mã vàng. Chui Type-C được mã vàng, chui USB cũng được mã vàng luôn. Rất là xịn. Tại vì đây là mẫu cao cấp nhất mà. Không làm mà không mã vàng thì hơi kỳ. Tiếp đến á, thì sẽ tặng kèm thêm hai cái miếng đế cao su này nè. Đây, để nhô cao lên, tháo cái này ra và gắn hai cái miếng vô. Đây, cái này nè, hai cái trên đây gắn vô để cho nhô cao cái bàn phím lên, để lúc mà gõ không bị mỏi tay. Màu sắc như vậy á, thì nếu mà để ở bàn làm việc hay là phòng học nữa thì đẹp lắm. Ở trên á, thì sẽ là một cái chui Type-C nè, để cắm cụm dây cáp vào để kết nối có dây hoặc là sạc pin cho nó. Với mẫu bàn phím này á, nếu mà các bạn dùng chế độ không dây á, thì có thể sử dụng liên tục được khoảng 3 đến 4 tuần thoải mái. Còn nếu mà cắm dây á, thì sẽ tất nhiên sẽ không dùng pin. Nếu mà cắm dây á, thì sẽ gạt công tắc qua off. Còn nếu mà dùng không dây á, thì gạt công tắc qua on. Thì với chế độ không dây, mẫu bàn phím này sẽ kết nối ghi nhớ và chuyển đổi qua lại giữa 4 thiết bị với nhau. Đây, ví dụ ở đây nó sẽ có đánh số thứ tự nè, 1, 2, 3, 4 nè. Thì nếu mà muốn kết nối thì các bạn chỉ cần nhấn FN cộng với là biểu tượng Bluetooth số 1, số 2 hoặc số 3, số 4 để chuyển đổi qua lại với nhau nhé. Vì các mẫu mà cao cấp á, thì nó sẽ hướng đến cái việc là tối giản bàn phím nhất có thể. Với mẫu này á, thì hãng đã rút gọn các nút lại với nhau, chỉ còn lại là 84 nút thôi, nhưng mà vẫn đầy đủ các phím chức năng. Ví dụ như hàng phím F ở trên cùng nè, thì sẽ tích hợp luôn mấy cái nút là tăng giảm độ sáng nè, trở về màn hình chính nè, tăng giảm âm lượng hoặc là tua nhanh bài hát rồi dừng phát nhạc ở đây. Thì nếu mà muốn dùng thì chỉ cần nhấn tổ hợp phím FN cộng với hàng phím F bất kỳ trên đây bạn muốn thôi. Và nó sẽ hỗ trợ được tất cả các hệ điều hành. Ví dụ như Android nè, Windows nè, iOS. iOS có nghĩa là iPad hoặc là iPhone đó các bạn. Thì muốn chuyển đổi qua lại á, thì chỉ cần nhấn FN cộng với lại cái nút Q hoặc là W hoặc là E là được. Và ở đây thì sẽ có nè, các bạn có thể thấy là nút Windows nè, Option hoặc là Command nè, dành cho iOS nè. Đây là một bàn phím cơ không dây và sử dụng Bluetooth ha. Thì cây cáp nè, với cây cáp này á thì nó đèn LED nó sẽ xuyên LED luôn. Buổi tối á, thì trông rất là đẹp, bây giờ thì trời nó rất là sáng thì bên mình khó mà có thể cho các bạn xem được đèn LED. Thì đèn LED như thế nào á, mình sẽ để link ở dưới bên dưới cho các bạn xem cho nó dễ. Và bây giờ mình sẽ gõ thử các nút này để cho các bạn xem về độ gõ của nó nhé. Với Bluetooth á, thì gõ nó sẽ ngon nhất, cảm giác gõ tốt nhất, nhưng mà nó sẽ có hơi phát ra tiếng ồn. Đây, mình sẽ gõ thử. Nói là có tiếng ồn nhưng mà thật ra là cũng không đến mức quá ồn đâu nha các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm thoải mái sử dụng. Hồi nãy mình quên nói về cái đèn LED á, thì đèn LED của chúng ta sẽ có đến 20 hiệu ứng đèn khác nhau để các bạn thay đổi tùy thích. Nếu các bạn muốn xem thêm hình ảnh chụp khi mà lên đèn của con này á, thì các bạn cứ vào fanpage bên mình là 1994 To hoặc là Mophie Việt Nam, thì bên mình là phân phối chính hãng các sản phẩm của Mophie từ đó tới giờ luôn. Hoặc là số điện thoại bên mình ở đây, Zalo, Facebook gì cũng được, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho mình cũng được luôn. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và hỗ trợ chợ góp á, mình sẽ để liên ở bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.